Chị nào chân búp bê 40 này thì lấy đôi này nha.
nhất thôi mấy chị. Hai chỗ này có thể đựng túi, đựng tiền, đựng son, đựng phấn được nè ha, đựng dây sạc, đựng tai nghe được. Nhưng mà gia đình nữa chị thấy không? Đã ha. Em ghiền cái hàng này ghê lắm lần. Em rất là ghiền cái túi nhỏ hàng này. Ghiền mấy chị. Ghiền túi lắm. Về mấy trăm cái mà chọn được có 10 kìa. Chưa tới 10 cái nữa. Chưa tới 10 cái mấy chị. Ha. Túi đen này 500. Túi đen 500 mấy chị. Đây. Túi này 450 nè mấy chị thấy. Túi này 450 cho những chị thích. Thích phong cách đây nè. Đây là túi đinh nè. Đây là nó. Mấy túi này mà mấy chị đi mô tô. Mang những cái túi này đẹp lắm. Rồi 450 túi này. Nếu không ưng có thể rút dây lại nha. Nếu không ưng dài có thể rút dây lại. 450 túi này. Chị nào chốt túi này thì chốt giùm cho em nha mấy chị nha. Đây là túi đinh. Nhưng mà đó là da thiệt ha. À chị Nam Phương hả? Nam Phương gửi đồ gì ta? Ủa có biêu chị ở dưới hả? Chị nhắn tin đi. Chị nhắn tin đi em ấy nha. Em kêu anh Phước gửi hàng cho chị nha. Tôi nhắn tin cho em chị. Rồi lên tiếp túi 400. Túi da bò 400 mấy chị. Có một cái da bò 400 thôi. Mà tại vì mấy chị biết sao? Em thấy cái đường vân nó nè. Cái đường chỉ đó nè. Nói chung là nó xuất sắc lắm. Túi này mấy chị đeo như thế này. 400 túi da bò. Chị đang chốt túi da bò này thì chốt giùm em 400. 400 da bò này nha mấy chị nha. 400. Đôi xăng đen này là của Nam. Chị nào có con trai size 43 thì hút đôi này 350 nha. Bộ đang mặc hết rồi thu ly. Bộ chị Yên đang mặc còn màu đen thôi. Còn dây sách đen thôi. Có nghĩa là dây sách và màu đen ha. Túi 500 của Hồng Hồng tới là túi này không chị? Là túi này đúng không chị? Đúng thì ok lên giùm em nha. Không, túi này mấy chị mặc đầm mặc đồ mang sang lắm. Đôi xăng đen này là 43. 43 cho con trai mấy chị. Con trai mấy chị mà chân 43 thì hốt 350 ngàn. Còn không hốt thì để cho anh Phi. Thành em trai em của Phi. Rồi lên tiếp. Lên tiếp nha mấy chị nha. Túi này mấy chị cầm vô da mấy chị sướng mê lắm. Rồi túi này 500 luôn. Túi này 500 nè chị. Nếu mấy chị Hồng Hồng tới thích cái này thì cứ đổi qua nha. Đây nè. Túi này 500. Mà mấy chị biết nó lại cái gì không? Nó lại là cái dây kéo nè chị. Đó, chị thấy không? Dây kéo với hai ngăn trong đây. Nó làm rất là lộn. Túi này mấy chị mang cũng đẹp. À, ủa đây nhiêu ký vậy Thu Linh? Chờ chút nó gửi cái hàng lên chị đổi nha. Đây nè mấy chị. Đây là chị Hồng Hồng thế. Ở cái túi này chị cứ đổi qua chứ không sao ha. 500 túi này. Túi này 500 nhưng mà dễ thương lắm. Rồi. Túi này cũng 500. Chốt giùm em là túi khóa. Dễ thương không? Nói chung là nó sắc sảo lắm mấy chị. Túi khóa 500. À, túi này là hàng si da thiệt hết trơn. Nên mấy chị mua cứ yên tâm. Si da thiệt. 240 Thu Linh. Sức đen 240. Cúc số 2 đồng lắm. Nửa số 1 là anh Trần Thị. Cúc nào chị? Chị cho mình nhắn tin qua cho em đi. Em đổi cho chị cho. Em có một đôi nè. Chân em 40 dừa. Chân này cha lây chị nào mà bự chà bá về nghe là mang dừa nha. Chân em 40 dừa mà da thiệt. 220 đôi này. Đôi này em chân lắm. Em nói với chị là đôi này cực kỳ em chân. Chân chị nào mà 40 mà bè chà bá lửa là nên chớp cái đôi da thiệt này ha. Rồi chốt giùm em là đôi 40 đen nha. Chốt lên giùm em 40 đen. 40 đen mấy chị ơi. Ủa có mấy bao vậy? 40 đen mấy chị. Chị nào chốt 40 đen thì chốt giùm em 40 đen nha. Nón hàng Nhật 250 ngàn. Ủa còn mấy bi vậy? Đây mấy chị ơi. Nón hàng Nhật là. Đây là nón lính đe đi đó. Mấy chị thấy con lính không? Rất là đẹp. 250 nón lính đe đi đó. 250 nón đen. Mọi thứ này đều là hàng Nhật hết đó mấy chị. 250 mấy chị. Chốt giùm em mã Puma nè. Puma nổi nha. Cái này là Puma nổi. Puma nổi 250 nha. Chốt giùm em Adidas nâu. Adidas xám nha. Adidas xám. Có một cặp. Chị nào mà vợ chồng mà muốn chốt một cặp Adidas đen này thì có luôn ha. Rồi mất cặp nón đen về Phú Yên đi rồi. Lên Adidas của chị Nguyễn Thu 250. Mà cái này
bốn chờ trắng. Cái này là buôn ma trắng nổi. Cái này hai vợ chồng chị nào mà chốt một cặp này là hơi bị xúc sắc luôn. Buôn ma trắng và buôn ma đen hai vợ chồng đi. Cái này là buôn ma trắng luôn ha. Đây. Chị nào lấy nón này thì lấy nha. Cái puma nổi nha, cái puma nổi nó đẹp hơn.
Ngọc tin rồi, 200 nữa cho xin địa chỉ số điện thoại. Dạ chị Kim Ngọc lấy túi vàng mà 500 ngàn của Kim Ngọc. Mấy túi này đi mấy chị không có đụng hàng. Đi o, đi suy dỗ ngoài đường thiếu mẹ gì gửi nhiều lắm. Còn em mà chơi túi suy nha mấy chị. Mà suy bên em suy mới 100% nha mấy chị nha. Đấy chị đâu hỏi kính nam là kính này. Kính này là kính đổi màu nào chị thấy không? Đó vô, mấy chị đi buổi chiều mát là nó sẽ màu này. Mấy chị ra nắng là cho nó sẽ màu khác. Ha, nó sẽ màu khác, đây là kính nam nè. Kính nam đổi màu mấy chị ơi. 350 kính nam mã số 1 ha. Nó kêu là gọng gì ta? Gọng gì mà hồi trôi nó bóp bụp bụp ghê đó mấy chị. Nó bóp vô này nè. Nó bóp bụp 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 vô vậy mà không bể luôn. Gọng metalum gọng gì đó. Tại cái là em mới diễn tả được cái gọng của cái thằng kính nam này mấy chị. Nhưng mà thật sự là em biết sao em nói vậy á. Thêm một cái Adidas trắng. Ai nói nghe nè. Nè cho coi cái poster trắng nè Phương Thảo. Tôi không dám mở ra luôn. Coi giùm tôi cái poster trắng nè. Đi buổi tối có dạ quan nè gái. Lấy cái này nè. Làm ơn lấy cái này nè gái ơi. Lấy cái này nè Phương Thảo. Phương Thảo lấy cái này nè. Buổi tối đó. Nó đi là cái này có dạ quan nó đổi màu nè. Ha. Lấy cái này cho Phương Thảo Bình Phước 250. Cái này của Kỳ Anh 250. À 350 của Kỳ Anh. Dạ chị Nguyễn Phương Nam với Phượng Trương lấy cái khác cho em nha. Lấy gì xuống dưới lấy cái ai nhà dưới không? Dạ không có ông mà. Ủa? Ai có cửa cho cô dạ tóc mà. À xuống dưới này hả? Lấy gì cho lấy đi lấy ha. Kính chờ một tiếng rồi cô cho. Đúng chờ đâu? Một rưỡi rồi. Sao em không gọi điện? Em nhắn tin chị Bạch Nha. Rồi cô ngồi gì đi. Bộ vé cho đây nè. Bộ Burberry nè. Dạ. Vô lấy bộ này. Trời ơi. Trời ơi là trời. Con mà nó bị thiệt chứ. Ngồi đó đi cho Ngọc chút chị lấy mấy bộ của chị bán cho. Trời ơi là trời. Tôi sợ luôn á. Cái này không phải gọng đâu. Cái này không phải kính đổi màu ha. Mà cái này là một cái loại kính vuông của nam nha. Cái này là kính vuông của nam. Mấy chị chốt giùm em mã số 2. Mã số 2 kính này nha. Cũng 350 ngàn. Mã số 2. Chị nào chốt mã số 2 kính này chốt giùm em. Ôi mấy chị đừng lấy cái này. Cái này nó điện cái con la cốt vô em thấy nó có một cái vớt. Không có đẹp mấy chị đừng lấy mã 2 nha. Mấy chị ơi đừng lấy mã 2. Em bỏ trong hộp cho chị ơi gọi chị chờ. À, con cái con này lúc mà nó in cái con la cốt lên á. Nó có một cái vết chấm không có đẹp. Nên mấy chị đừng lấy. Cái ví này là 250 ngàn mấy chị. Nhưng mà ví da dẻo. Ví này 250 ngàn ví nam. Nhưng mà ví này không có hộp nha. Như ơi lấy cái này cho chồng đi Như ơi. Ví này không có hộp. 250 ngàn. Em nói rồi hôm nay hàng ít lắm mấy chị. Hôm nay hàng không có luôn. Thật sự luôn. Em lại mê cái hàng xuyên này về lắm. Cái này là kính đây. Kính đổi màu nè, đẹp không? Nhưng mà nó là mắt kính chuồng chuồng 350 ngàn. Rồi, chị nào chốt cho chồng cái mắt kính chuồng chuồng mã số 2 này chốt giùm em. Mắt kính chuồng chuồng mã số 2. Khi mấy chị đi nói là cái gọng này nó từ cái mặt kính này là nó từ đổi màu cho mấy chị ha. Chốt giùm em mắt kính chuồng chuồng mã 2. Mã 2 là mắt kính đổi màu nha. Cũng 350 ngàn cho mấy chị. Nào đó chị coi. Bộ cúc là cái gì? Bộ cúc nào? Bộ cúc thì quay em lấy trên đó thì nó đã nằm trên đó. Cái LV cũng ở trên đó luôn nè. LV nào? LV cũng trên kệ phía ngoài. Phương Thảo lấy ví 250 nè Lùng ơi. Phương Thảo Bình Phước. Cái ví này nó, cái da nó ngang ngửa ví 500 á. Nguyễn Phương Nam kính số 2. Ví 250 thôi nha Hải. Nguyễn Phương Nam mắc kính số 2. Ví Nam cắt lấy cho chị. 350 với nè. Em xuống dưới đi ngại nó xuống. Em còn một cái kính số 2. Em chốt cho chị Quốc Khang nha. Ok chưa? Ủa đúng rồi. Quốc Khang. Quốc Khang 350. Quốc Khang 350 con. Nó làm gì nó đun lùng dữ ta. Cái này là em ghiền nè. Cái này em có một cái. Cái này em có cái gọng đẹp lắm.
chốt giùm em mã kinh trả nợ 350.000. Kinh trả nợ. Sao vậy bạn? Đóng cửa lại hết là nguyên giớt liền á. Chốt giùm em mã kinh trả nợ với chị. Mã này ý yên có một cái. Em có một cái trắng và một cái xanh. Để coi thử còn kính em không? Quý em thích lấy rồi chị Hoa Xuân rồi. Tiếp tục, Đỗ Quỳnh Như lấy mã này đi. À, Đỗ Quỳnh Như, còn có cái duy nhất à? Đỗ Quỳnh Như lấy mã này đi. 350 của Đỗ Quỳnh Như. Hàng này hàng suy nhược đúng luôn á chị. Có khe ai hả con? Này Đỗ Quỳnh Như. Đỗ Quỳnh Như chỉ còn hai hộp cua heo dưới máy chị đang làm mà chưa có kịp. Để chút nữa bỏ hai hộp cua heo cho Đỗ Quỳnh Như. Con ghi trên đó hai hộp cua heo cho cô Đỗ Quỳnh Như ơi. 220. Ủa vậy hả? Trời ơi, Vĩnh Nam. Quý Nam mà đọc sao lộn á. Xin lỗi. Con lấy đưa lại cái này lại. Lấy của quán khang bỏ qua cho Đỗ Quỳnh Như lộn. Em xin lỗi. Em xin lỗi. Tài sản của quán khang bỏ qua cho Đỗ Quỳnh Như kính đó. 222 hũ. Em có một cái kính nữ hàng xuất sắc này, hàng độc nè mấy chị. Hàng độc. Một cái duy nhất thôi chị, đang mặt già bá lửa là hơi bị xuất sắc luôn nha. Chị ơi, chị đang mặt già bá lửa, hút lấy giùm em cái mã 00 kính nữ. Mấy chị ơi, mã 00 kính nữ. Chị nào chốt cái mã 00 kính nữ này chốt giùm em 00 kính nữ nha. Chị nào chốt mã 00 kính nữ chốt giùm em với ha. 00 kính nữ. Bạn nào chưa chốt mã này thì chốt giùm em nha. 00 kính nữ. Cái này đẹp quá. Cái này gọng hơi bị xuất sắc luôn á chị. 00 kính nữ. Để rồi Trương Ngọc. Lấy kính em đổi màu cho Kim Hải Trương nè. Kim Hải Trương 350 con. Không không của chị Nguyệt Thu. Rồi đây. Không không của chị Nguyệt Thu. 350. Nguyệt Thu 350. Hết rồi chị Lâm thì chị. Em chỉ còn đúng một mã kính nữ. Một mã kính nữ thôi. Một mã kính trắng nữ để đi biển thôi ha. Còn đúng mã này. Với cái mã đầu tiên là mã vuông của DJ ha. 350. Chị nào chưa chốt thì chốt giùm em. Mã này là mặt đồng đi biển là xuất sắc. Mã này mặt đồng đi biển là xuất sắc. Con lấy hai cái kính con bỏ hộp vô chưa mấy lần. Bây giờ đi không yên giờ lấy hai kính cóc chưa. Đấy. Ừ, kính đen bỏ đâu nhớ không. Đó bắt đầu nhìn đảo nè. Kính đen đâu? Lên tiếng dày mấy chị. Đôi này size 40. Đôi búp bê này size 40. Mấy chị coi giùm em cái form ha. Ủa kính trắng Phượng Trương 174 lấy không? Trời ơi xin lỗi luôn. Phượng Trương 174, 147 con. Đôi búp bê này size 40 dễ thương lắm. Đôi búp bê này mang lên không đủ hàng. Ở trước đây là hai mã mà. Giống như bằng titan hay bằng cái gì vậy mấy chị? Không thấy luôn á Kỳ Anh. Dạ con với chị chờ em chút chị Quốc Khang. Đôi này 220 size 40. Chốt giùm em búp bê caro. Búp bê caro. Chị đang chốt búp bê caro. Còn chị Hoa Xuân Rồng. Chị đang chốt búp bê caro. Chốt lên giùm em búp bê caro nha. Còn mấy chị còn chờ em chút. Búp bê caro. Còn chị ơi, hôm nay em có hai đôi rọ trắng nhưng mà để em coi size thử. Hôm nay em có hai đôi rọ trắng. Đôi này size 39 nè. Mấy chị ơi, lâu lâu hàng rọ trắng nó mới về hàng si. Mấy chị đi ra tiền, mấy chị ra chợ hay là mấy chị ra shop mua không bao giờ nó mềm như thế này. Mà em nói mấy chị rọ trắng ha, rất là dễ mặc đồ. Mặc đầm cũng được, mặc xinh cũng được, mặc sọt cũng được, mặc chân cũng được. Em có đúng một đôi rọ trắng. Đây mấy chị đôi này 39 nha. Chị nào 39 mới hút đôi rọ trắng này giùm em. Không 39 đừng hút. Cái đôi này mà em quay TikTok một cái là khách lấy liền. Hứa với mấy chị. Hôm nay em nói thiệt á. Chứ không phải nói giỡn đâu.
trắng chị Bùi Thảo 220 đồng không? Cái đôi này là chị nào mà 39, 39 rưỡi vừa. Nhưng mà ở trên này nè mấy chị, nó hơi bị sờ nhưng mà mấy chị nhìn sơ không có thấy. Nhưng mà đôi này mang rất là em chân. Tại vì em thấy nó dễ thương. Em mang vô nhìn nó gọn gàng em mới thấy đôi này về. Rồi, chốt chuyện cho em đôi dép xanh đôi, dép xanh đôi. Đôi này chị nào 39 thôi ha. Nhưng mà đẹp lắm chị ơi, đẹp và gọn lắm. 39 đôi này còn Mỹ Nam. Còn đủ hình như. Trời chị em chút, còn Mỹ Nam. Đôi dép này 39. Chị nào chốt 39 thì chốt lên giùm cho em 39 nha. 39 còn Mỹ Nam với chị ngồi trao chờ chút. 39 chị nào chốt 39 chốt giùm em 39. 39 xanh đàn. Giỏ này 450 không đụng hàng gì mấy chị không mua với chị. Giỏ 450 ngàn hàng suy nhật cưng ha. Cưng quá trời nhỏ nhắn xinh xinh. Comment không kịp luôn. Em mà comment không kịp là coi như người ta comment lại em đâu như là em là kỳ cục bên chị đâu á. Em là fan cứng của cứng của cứng luôn á. Mày ở gần tao làm mày cũng đỡ khổ. Mày ở xa chị không biết được. Có nghĩa là đồ này là 40 nè. Đồ này mà mấy chị mà đi làm công sở là chính xác luôn. Chị nào 39 mấy chị 40 nhưng mà chị nào chân 39 chốt đôi này để đi làm nha. Đôi này đẹp lắm mấy chị. Nhưng mà đặc điểm của đôi này nó không cứng. Cái thứ nhất, cái thứ hai là mấy chị đi rất là êm chân. Tại vì em không chuộng da cứng, em đi hay bị đau chân lắm. Em không có chuộng da cứng mấy chị. Đôi này ở trước có bọc bò, bọc vàng nè ha. Rồi chốt giùm em đôi 3 phân. Chốt lên giùm em đôi 3 phân nha mấy chị nha. 3 phân. Còn chiếc nữa rồi. Đây chị nào đi kiếm. Cái nó đi. Rồi chốt giùm em đôi 3 phân mấy chị ơi. 3 phân. Tiếp tục rõ. Cái này không phải là nọ mấy chị. 3 phân á. Em size 39 rưỡi mà em mang nó bị bó. Nguyễn Ngâm khỏi mấy. Dễ thương không mấy chị. Một đôi duy nhất ha. Dễ thương hàng si là nói gì mấy chị. Một đôi duy nhất không à. Đôi này đã ghi 240 là tương đương 38. Có trên này. Đôi này là size 38. Chị nào 38 thấy đôi búp bê mũi đen ha. 38 búp bê mũi đen. 38 búp bê mũi đen. Bán clip bán không bằng một góc chị ba tao bán luôn á mày. Làm đủ thứ chuyện hết trơn. Trong cái đó chị ba tao có bán bình thường bán mọi người. Cái này phải chứ. Nhiều lúc cũng chỉ lộn ra. Không vừa chị. Lấy mấy cái kia qua đây, quăng mấy cái giếp qua đây. Quăng luôn cái bao áo cốt qua đây, dì xeo cho khách 130 cho hết đi. Nay một tiếng hôm nay 1 cái áo. Chị ba một bữa bữa nay là bán 20 cái túi là bình thường luôn á. Đó này, còn có cái gì đây là gì? Cái gì đây? Hả? Dày dưới đó là... Rồi em còn một đôi rõ trắng là phải dày rõ mềm luôn. Đôi này là y chang cái đôi em nhà dưới nè. Cái đôi này là y chang cái đôi nhà dưới của em nha. Đôi này là 39. Chị Bùi Thảo giúp thêm đôi rồi đấy chị. Đôi này là y chang cái đôi nhà dưới của em nè. Chị nào chốt đôi 39 rõ là chốt giùm em luôn. Cái hàng rõ trắng này nè, coi như là khả năng em có được 1-2 đôi thôi ha, chứ không phải là có thường nha mấy chị nha. Không phải có thường đâu. Cho nên mấy chị trên thủ chốt giùm em. Cái này chắc đi cuối nào chắc cũng không hơn với mấy chị.
cái nồi ở nhà dưới đó chị tu, rồi bữa em dọn nhà em bị mất, mà gì em mất ngủ luôn á chị. Em nói thiệt chắc mấy chị không tin đâu đúng không? Rồi lên ví nè, ví đầu tiên là ví đại bàng. Đại bàng nha, ví đại bàng này có 4 góc, có 3 góc như thế này nè. Mã bao nhiêu, đây là ví đại bàng mấy chị ơi. Mở trong này đã lắm, cái thằng hàng suy nhật này nó đã lắm, suy nhật mà mới 100%. Ví này mã bao nhiêu để em coi cái mã thử. Ví này mã chốt giùm em mã 00 nha mấy chị. Mã 00 đầu tiên, ví dụ gì con tay gì mà mã 00, mã 00 ví đen đầu tiên nha mấy chị. 00 mã thứ hai, cái mã này á là hầu như không có đụng hàng. Đây là bóp mà ví màu rêu nè mấy chị thấy không, màu rêu, chữ đây là chữ nổi nè. Mấy chị có cái ví mà em cầm nè, em cầm mà nó không xi nhê cái ví luôn. Ở trong này mấy chị dây dẻo nè, đẹp không? Đấy, mới 100% nha. Còn cái vân này nó làm vân rắn đó mấy chị, nó làm cái vân rắn cho mấy chị á. Ví này ví rêu 500 à. Nói chung là cái ví này anh Phước dùng 2 năm rưỡi, anh Phước tặng lại cho Thái Huyền màn cửa, vẫn còn mới tinh. Dùng cửa nào cũng không ôi, chốt giùm em hả? Chốt giùm em mã 01 mấy chị. Mã 01 ví này nha. Chị đâu chốt 01 ví này, chốt giùm cho em. Ở trong kia là 2 bịch rác hả Hải? Lấy ra luôn hả Hải? Lấy ra, lấy ra chút quăng này. Chắc cái này kia ok. Cái này mình nhìn quăng ra đó. Rồi tiếp tục mấy chị. Đây là ví nam mấy chị coi nè. Đấy, mấy chị thấy lại không? Ví nam này, đây là cái vong của nó nha. Rồi ví này mã nhiêu? Chưa có mã. Không mà, không 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 một mã này, không hai mấy chị, không hai mã này. Nó vô nó đựng lùng như đúng rồi đấy trời, làm như hàng ai để sẵn vô đựng. Mã 04 thằng này, thằng này có miếng kem ở trước nè Quỳnh Như. Quỳnh Như lấy qua túi này nè, cái này là mã màu bò, mua ví cho chồng đi mấy chị, màu bò à. Nó vẫn là hai ngăn nhưng mà ngăn ra ngăn mở ra được. Rồi màu bò, màu bò là mã 04. Bây giờ là không có được bận nha con, đang dịch là không có được bận đâu, nghe chưa, nghe chưa bạn. Mã 04 chiều nay ra mua 10 liều thuốc kẻ cho cả nhà uống hết đây. Mã 04, mã 04 là túi màu bò đây, túi này cũng đẹp. Mã 05 màu này đẹp không, nguyên cái này là hoa văn nổi nè. Nói chung là mấy cái hàng túi này đẹp lắm, cái này là hoa văn nổi mã 05. Chị đâu chốt 05, chốt giùm em mã này 05. Chốt đi, chốt đi. Mã 05 Đỗ Quỳnh Như chốt mẫu này nha chị. Mã 06 một cái duy nhất, đẹp không? Đỗ Quỳnh Như không chốt mã này là hơi bị sai lầm luôn. Đây mã 06, mã 06 này mấy chị không chốt ở chân nào, mấy chị chốt được túi, chốt được ở nhà ví nữa mấy chị, không thể nào ha. 06 lên mã 07. Mã 07 là một cái ví mạ rồng. 07, 07 là ví mạ rồng nha, đầy đủ đồ chơi. 07 chị đang chốt 07, chốt lên giùm em 07, đầy đủ đồ chơi chị ơi. 07, 07 là mạ rồng. Ủa em bị ổn comment là sao ta? Ủa có ai comment không vậy con? Mấy chị chấm chấm bút bút lên giùm em cái mấy chị. Ôi ôi đúng như em nói mạnh, em nói mấy chị mạnh, mạnh mấy chị nhìn nó trời chắc chết quá. Đúng rồi mã 06 lấy đúng rồi gái ơi. Mã 06 của Đỗ Quỳnh Như 500. Mã rồng, mã rồng là 08, 08 mã rồng. Mã 09 cũng là hàng đồng. Mã 09 nè, mã 06, mã 09 nè mấy chị. Nè chị Hồng tươi chốt cái mã này nè, sang chảnh chưa? Chị Hồng tươi chốt cái mã này sang chảnh lắm chị Hồng tươi ơi. Hồng tươi chốt cái mã này cho em 09, hơi bị sang chảnh luôn.
chồng mấy chị cầm mà bỏ vô túi là em nói chị mềm rụi luôn. Không chính mã cuối cùng. Cái mã mà mã rồng cũng đẹp mà mã không chính cũng đẹp nha. Mã rồng là 08, không chính cũng đẹp. Đó, chị nào lấy cái mã nào thì chốt lên nhà em. Chốt rồi Đỗ Quỳnh Như. Chốt rồi gái ơi. Chốt rồi à, mấy đẹp. Rồi lên tiếp nha mấy chị nha. Lên tiếp. Em comment quá trời không thấy comment nào luôn. Thiệt. Sáu hồng tươi nè. Hồng tươi lũ hình như lấy rồi. Rồi bây giờ lên tiếp cho mấy chị nè. Lên tiếp cho mấy chị mã này. Đây là giày búp bê. Chị ơi, kêu chị Hải lấy giúp em cái đầm bi to với. Cái đầm bi to sai nè, cái đầm bi to cho chắc vào trước á. Mở cửa xuống cho nó kìa. Con quỷ sao nó hậu đầu dữ vậy trời. Thiệt chứ. Mấy quỷ sĩ tôi sao nó mệt dữ vậy trời. Khổ đau với tụi nó luôn á thiệt. Chị nào 38 chốt đôi dép lông. Chốt giùm em dép lông 38.
thế còn đôi rợ trắng đâu rồi, ai lấy vậy? Đôi rợ trắng xong ai lấy nè? À, con Tú Thị ơi, em có một đôi rợ trắng 39 nè, y chang cái đôi nhà dưới của em, mềm lắm chị Ngọc Thu Tú Thị ơi. Ông Tú Tú Thị có lấy giúp giùm em nha chị Tú Tú Thị ơi. Quậy nữa tao, hai tay quậy nữa tao, tao nhốt vô chuồng luôn, quậy đi. Rồi đó, ôi chị Hồng Tươi có lấy không chị Tươi? Đôi này 39 nè. Đôi này 39, chốt giùm em đôi màu kem 39. Chốt giùm em kem 39. Kem 39. Đôi kem 39 nha chị nha. Chị đã chốt kem 39, chốt giùm em. Ôi dạ, 38 vẫn còn. Chị đã chốt kem 39, chốt giùm em kem 39. Em đâu này, để xuống dưới đi lấy ai nữa. Ngồi đen chưa? Con này nhỏ này mấy lục? 36 mấy lục? Mấy con này con 36 hay 37? Chị Tươi chốt quá. Ủa chị Tươi có địa chỉ số ngờ chưa không? Mai không? Mai không? 36 hay 37? 37. Đôi này 37 nè. Đôi da beo này 37. Chị Hồng Tươi nói ra địa chỉ mới gì đó con. Con coi xin chị Hồng Tươi nha.
30.000 quốc khai đến lờ. Rồi ai chốt áo phát nữa mấy chị? Mở ra mà nó cũng là áo phát bình thường, tay dài có nón chứ sọc bà tia thôi. À, tiếng miệng thì áo ngắn hay dài, áo phát bình thường giống như mất nắng á. Áo ngắn thôi, áo bằng áo này nè mấy chị. Áo bằng áo phát bình thường mấy chị mặc đi chợ thôi. Tiếng miệng thì một cái hút tim mấy chị. Tiếng miệng thì 120.000. Review cho chú tự dùng. Hồi bữa trước em có hứa với chị Tiếng Nguyễn Thị là em sẽ bù cho chị một cái ví, đúng không? Để em coi cái máy của con nó để đâu, em bù mẹ chị luôn. Bữa con một cái máy của con, em lấy SK gì để chú em kiếm à. Hồ Cẩm Thế một cái. Hồ Cẩm Thế một cái. Hồ Cẩm Thế review mới luôn, 120.000. Bình thường em nói cái áo khoác kia mấy chị coi sao, mấy chị sao cái áo khoác kia, bình thường mấy chị sao là cái áo khoác hay nói vậy á, bỏ vô, bỏ ra, tôi đâu có biết bỏ vô, thiệt, tôi mua mấy chị này lắm, không, không thấy không đây rồi mà, mày giỡn mặt không có nhốt chuồng heo nha, từ từ em sẽ bù chị một cái để em suy nghĩ em kiếm đã, em coi thử nó để ở đâu à. Còn chị mèo con heo xếp nào gửi không chị em? Đây nè mấy chị, có nón nè. Đây, đây nè. Đây nè mấy chị. Đây, thấy chưa? Y hình, có hình đầu y. Y chang cái áo khoác luôn. Không nhưng mà đẹp. Cái lô bỏ vô gì vậy con? Ủa trưa giờ mình bán gì vậy? Trưa giờ mình bán được gì vậy? Sao ảnh ơi? Bé uống mực ăn miếng hay sao ảnh? Thôi bé cho em. Giờ em bán cho mấy chị gì ta? Đồ nhiều quá nhìn không biết bán gì trước luôn. Đi thằng này nè. Không, có xanh đen à, Trương Ngọc. Đây, 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 đây. Đây là Trương Ngọc. Đen 70kg nè. Nè, chốt cho Trương Ngọc cái đen đi. 120.000 của Trương Ngọc. Rồi để em dẹp cái này qua nha mấy chị. Mấy chị có lấy cái túi này 500 không? À lấy đồ thật đi.
Một bộ nè Ngọc ơi. Lấy cho Trương Ngọc một bộ nè. Đây bán cho Trương Ngọc một bộ này. Bộ này là 300. Xe cho em còn 250. Đây. Bộ này nè mấy chị. 250 kèm với quần này chứ. Bộ này chị nằm 85kg mặc cũng vừa nha. Bộ này chị nằm 85kg mặc cũng vừa. 90kg có nè, mày có bộ đen. Em mặc bộ đỏ đôi còn bộ đen rồi đó. Cho bộ đen sỉ vừa nha. Bộ đen sỉ vừa sale luôn 250. Ghiền mấy cái đồ này lắm mấy chị ơi. Ghiền ghê lắm lần. Bộ đen này vải đã lắm. Nói chờ mày lấy bộ này nè. Bộ đỏ đôi là em đã mặc rồi cho nên em không có bán. Bộ đỏ đôi em mặc rồi. Đây bộ đen này. Cũng phải. Em bộ đen. Không. Đồ tập là nguyên bộ đấy mà em lấy áo dài nó phải bộ đen. Nó phải bộ tập. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nói chung là màu đẹp lắm. Mà ghê chị Hằng Mỹ trong chị nha. Áo này là áo ấy chị, áo vừa nè. Áo này là chị Kim Hải Trương vừa nè. Đây là chị Kim Hải Trương vừa. Và bây giờ lên hàng Quảng Châu cho mấy chị nha. Đâu mà bảy? Ủa đừng nói đi tập nha bảy. Bữa nay dịch rồi mà đi tập chị Hằng. Giờ chẳng lẽ tôi cắt đi ông nữa đó bảy. Không tàu với tàu giờ biết ai bệnh chứ không bệnh mà giờ đi tập game vậy anh. Anh xuống là chứ anh chạy tới chạy luôn anh đi tập cái dục. Anh xuống ra nè anh xách cho bọn anh chạy lên lầu ba. Lầu lầu ba anh chạy xuống lầu dưới dầm cái đi. Trời ơi dịch tới năm rồi cũng mừng tôi đã yếu rồi. Ủa nói xong quanh xem cỡ này áo quạt luôn rồi. Không chồng cái quỷ thứ ma không hả giờ mà thụt đầu rồi bắt thầy bác nữa cho coi. Đồ chị đang mặc nhưng mà chỉ còn màu đen thôi. Ha? Bữa nay chị Kim Hải Trương lấy chị 101 luôn. 106 là chị 101 luôn. Rồi bây giờ lên hàng Quảng Châu nha mấy chị nha. Chị lên mà hàng Quảng Châu sale cho mấy chị nè. Sale luôn ha. Chị bên này hay không? Chị cái bàn nhìn chị. Hai đứa tụi bay nó bắn bỏ hết nha. Hai đứa tụi bay nó bắn bỏ hết luôn á. Nè, tụi bay dở chút ra đây. Đứa nào dở? Bỏ lên kia luôn. Bỏ kia. Bỏ kia. Hai bay coi tao bắn bỏ hết chưa mấy trời luôn. Rồi xem áo đá nha. Ủa vậy? Đây là áo đá của xì nè. 60 kg 92 kg vừa. Rồi xe cho mấy chị 120 ngàn đá vô xì. Đá vô xì mấy cái này 120 kg cái áo nè mấy chị. Chốt giùm em mã, mã con Thiên Nga. Cũng là áo đá 120 ngàn mã Thiên Nga. Mã Thiên Nga. Chị nào chốt mã Thiên Nga chốt giùm em. Đây là mã Adidas mấy chị. Mã Adidas trong. Mày lắc cái gì vậy rồi gái? 101 ngàn của Kim Hải Trương nè. Quý chồng nó muốn em đi chơi luôn này cho được à? Thành toàn đây. Đây là mấy chị. Bộ đen nè. Nó làm cái gì vậy trời ơi là trời. Bộ đen nó chen một bi chị. Có đủ size dưới 70. Bộ đen của em mắc này bác con nè. Áo này là mã đen, mã Adidas mấy chị. 120 ngàn. Mày bán gì vậy mày? Tao tán một cái dính chai mà giờ cho mày ngồi lên mày bán ai à? Còn một mã nữa là mã áo đá hồng mấy chị. Đây đá. Rồi chị nào lấy gì lấy ra sale 120. Rồi bây giờ lên hàng sale nè. Trời ơi. Ghê quá. Để không biết ghê quá đi túi ơi. Hôm nay trong cái live stream này bộ này 106 sale 120 cho mấy chị nè. Sale 120 mặc sướng luôn. Bộ LV. Bộ này size từ 70 tới 92 kg cũng vừa. Chốt giùm em LV lông chuột nha. Sale cho mấy chị 120 ngàn. LV lông chuột. Bộ này phải từ 70 kg trở lên mặc mới đẹp nha. Đây LV lông chuột màu nâu. Sale 120 ngàn. Quá rẻ. Quá rẻ xếp lại nè. Sao bà nó lụm mấy cái cọng dây này bỏ ra lại cho cô em nè. Lụm vô. Chốt giùm em eo vì đâu. Chị nào chốt eo vì đâu. Chốt giùm em eo vì đâu nha. Cái bộ này sáng nay eo vì của Kim Hải Trương à. Cái bộ này là hồi sáng nay em có mặt nè mấy chị. Bộ này dễ thương lắm. Rồi sale luôn nha mấy chị 120. 106 sale luôn cho 120. Bộ đó 120. Đây mấy chị. Áo đá hồng à. Áo đá hồng của chị Diệu Quân nè. Áo đá hồng của chị Diệu Quân. Áo này nè mấy chị. Rồi 120 ngàn của Diệu Quân. Bộ này còn nhiều lắm ơi. Bộ này còn nhiều
chị Diệu Quân coi cái để từ cho chị coi lại cái kia nha. Cho chị có này lấy thêm cái này là chị Diệu Quân. Lấy thêm cái này đẹp lắm nè. Cái này là đá Chanel đó. Chanel bướm. Cái này Chanel bướm là chị Diệu Quân. Lấy thêm cái Chanel bướm này. Chanel bướm rất là đẹp, 120 ngàn. Áo đá hồng là bông hồng đó chị. Chị Diệu Quân có lấy thêm cái Chanel bướm thì lấy giùm em thêm Chanel bướm nha. Đây đá hồng của chị nè. Đồ bộ đen 85 kg vừa không? 120 ngàn xanh đen của đồ của chị. Em dơ lên là em có đọc số ký hết rồi nha. Em dơ lên nè, cái này đủ mình vô trong đây nè. Em dơ lên là em đọc số ký hết trơn rồi mấy chị. Mấy chị cứ lưu ý giùm em cái nha. Đây là bộ đá, áo đá đen của chị Diệu Quân nè. Áo đá đỏ thì đẹp lắm chị. Áo đá đỏ rất là đẹp. Để lấy bộ khác nha chị. Chốt giùm em. Chốt giùm em bộ trong hai đỏ đô dưới 85-88 kg. Đỏ đô này size nhỏ hơn nè. Đỏ đô này dưới 85 kg. Chốt giùm em đỏ đô eo bì. Chị Thúy Nguyễn lấy đỏ đô eo bì đi. Ngày mai á, ngày mai tới chị Nguyễn ơi. Ngày mai có hàng về nha. Rồi chốt giùm em đỏ đô. Chanel bướm của Thảo. Thảo Tiên Hồ. Thảo Tiên Hồ lấy Chanel bướm như lấy cái này là em Adidas nè. Thảo Tiên Hồ Facebook quý em. Em lấy thêm cái Adidas nè Thảo Tiên Hồ. Đây nè. Lấy cái Adidas nè nha. Adidas đẹp lắm. Đây nè Adidas nè. Có chút nữa em thông xuống. Cô em thông xuống đem đem cho Trang anh em đập mày ngon quá trời đây nè. Adidas đá là Thảo Tiên Hồ. Lấy hai cái này để mặc bán hàng cưng lắm. Bữa chị em về đây từ thiện chị em mặc cái áo này nè, có không nào nè, con ơi bỏ cho Thảo Tiên Hồ thêm cái này trong hai để hàng sale rẻ lắm, hàng sale rẻ quá trời. Có bộ đá, có em còn một tơ hàng vẫn cho bộ đá về dưới chị ôm thì em sale cho chị luôn. Ôm đâu đó hồi đó em bán lẻ 250 á, ôm rồi em sale cho mấy chị còn 160-170 chị hút hết đi, thấy không, hút hết đi tính sang kệ chị 150 luôn, sang kệ vừa tung giấy vừa bộ đá luôn, nó giống như vậy nè chị. Giống như bộ này nó gần gần giống, nó đủ màu nha. À, đá đỏ của chị Hạnh Nguyên Bình Thuận nè. Nó nói lấy đồ ăn nha. Mày coi thử nó đi như vậy. Nè đá đỏ của ai nè con? Đá đỏ của Hạnh Nguyên Bình Thuận. Rồi đá đỏ của ai nữa? Rồi đá đỏ của Mã Hoàng, 120 ngàn của Mã Hoàng. Chốt giùm em là Bình Thuận cái gì? Chốt giùm em là bộ eo bì đỏ. Đúng rồi. Trang Trang nghe đi đó. Mã Hoàng à? Trang Trang nghe đi đó. Nó nằm cái bao nhà dưới đó chị. Giờ làm sao lấy cho chị đây ta? Nhưng mà nó gần gần giống, nó đủ mẫu với chị. Nó đủ mẫu. Đây nè, giống giống vậy thôi. Cái bộ này là không biết vừa dưới còn mẫu này không. Mẫu này mẫu gấu đá của em. Em để dành mặt mà em chưa có mặt. Em thôi chị lấy hết bao dưới nó còn hai mấy bộ. Đây nè. Nó giống 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 vậy chị. Nhưng mà hàng vẫn cho mà hồi đó em lấy. Em nói thẳng chị luôn mà hàng này mà hàng ăn đông một cái nó tính em phải 400 ngàn một bộ chị. Không có cái kiểu mà giá mềm mềm giống gì đâu chị. Không à. Không mà còn chị không ơi, chị muốn coi thì chờ chị em đưa nguyên cái bao đó lên cho mấy chị coi. Đâu, mình thì coi chị ôm hết mẹ đi. À, chị Mão Hoàng lấy bộ đỏ đô à. Đỏ đô 120. Ok chị. Bé luôn. Không mới xuống dưới hả? Mão Hoàng 120 con. Em có một cái trắng nè. Cái trắng đá cho đeo bự. Rồi bán sale cho mấy chị 90 ngàn. 90 ngàn áo trắng. Phải để nó nha, dưới 90 kg vừa. Chốt giùm em trắng mấy chị ơi. Chốt lên giùm em trắng. Hết rồi Trang ơi, hết lâu lắc rồi.
này chị là 90kg không? Bộ áo đo tay này nè, bộ này vải mịn lắm. Bộ này vải rất là mịn mà kiểu cũng dễ thương anh chị. 90kg bộ này ha. Rồi chị đang chốt bộ đó đô, chốt giùm em cho 70 nghìn. Ghi của sĩ đi, sĩ quận 10 cũng được. Chốt giùm em bộ đó đô nha. Chị có lấy áo đám đủ loại kia không chị? Mấy lông giờ con xuống dưới nè. Ở dưới cái chỗ đồ nam á, kéo cái bao quần nam lên, nó có một cái bao đồ quảng trao lộn xộn mà còn có hai mấy bộ. Con đem bên đây cho chị xeo hết luôn, cho chị xeo cho cái cô sĩ hết luôn anh. Áo ai đi đá của Hàng Nguyễn này đưa cũng lo gì nè. Bỏ nó luôn đi nè, bỏ nó luôn đi, 120. Lừa áo đá to hả chị? Áo đá to, chị lấy áo này cũng đẹp nè chị, Chanel bướm nè, Chanel bướm cũng đẹp. Đỏ đô 170.000 của Lê Hà, Hà Nội miền Bắc nè. Bé ơi Lê Hà miền Bắc đi con, Lê Hà miền Bắc. Lên phụ dừng tay đi. Sale luôn.
30.000 cho mấy chị. Dạ. Thế chị mua đồ cho ai vậy? Em về xanh nọc. Em có cái áo là 90-95 kg nè. Khi mà em mặc lên thì ai cũng hỏi. Xanh ngọc của ông mở cái biên mới con 120. Khi mà em mặc lên ai cũng hỏi, nhưng mà đưa lên thì không ai mua. À, áo này là mấy chị kiếm một cái quần sọt hay quần chín tóc mặc cùng đẹp lắm. Xanh đen khắp lấy. À, xanh đen 120 á, phải không chị Giao Dương? À, chị Giao Dương cho anh xin địa chỉ kèm số điện thoại nha. Giao Dương cho anh xin địa chỉ kèm số điện thoại vô một dòng. Để nhắn tin cho cô Giao Dương. Giao Dương 120. Ngồi xuống đi con. Em có bộ ngủ đây khác mà. Dạ ok, chị Hằng Nguyên. Hằng Nguyễn Minh Thuận nè con, 120. Cái bộ này giống cái bộ xanh đen nè. Chị Thúy Nguyễn lấy bộ này không? Mày đi ra luôn á nha. Mày đi vô để tao đọc mày liền luôn á. Nè chị Thúy Nguyễn có lấy bộ này không? Thúy Nguyễn gần nhà nè. 70-90 kg. Thúy Nguyễn lấy bộ này đi, dễ thương lắm. Thúy Nguyễn gần nhà 120 ngàn. Má nó bụi quá. Nè bé ơi, Thúy Nguyễn là con. Em 90 kg là gì? À, chị Nguyễn Công còn ở đây không? Còn thì em cho coi hàng sĩ luôn. Còn thì em cho chị coi hàng sĩ luôn nè. Cái quỷ gần nhà gì? Ừ, đúng rồi. Con có thể coi cái quỷ gần nhà nè. Làm bộ biết mà. Đồ gì quá, không biết đồ gì. Rồi yếm tím vẫn còn. Chị nào muốn lấy yếm tím thì vẫn còn yếm tím nha mấy chị nha. Chị nào muốn lấy yếm tím thì vẫn còn yếm tím ha. Yếm tím, chị đang muốn lấy bộ yếm tím 120 vẫn còn nè. Kéo không mà chị nghĩ vậy, không có lên kéo không nữa. Đây á, bì đen. Ai chốt eo bì đen? Còn tình đây rồi, xã biêu của Thúy Nguyễn nè. Eo bì đen. Chị nào chưa chốt eo bì đen 120 chốt giùm em dưới 90 kg vừa. Eo bì đen dưới 90 kg. Chị nào chốt eo bì đen dưới 90 kg 120 ngàn. 120 ngàn eo bì đen 90 kg. Eo bì đen 90 kg 120 ngàn. Chị nào chốt chốt lên giùm em nha. Rồi xe cho mấy chị bộ này 90 ngàn cho mấy chị bây giờ mặc cũ. 90 ngàn mà cũng dễ thương lắm. Rồi 90 ngàn bộ này. Bộ này dưới 85-87 kg cũng vừa nha. Rồi, bán cho mấy chị bộ bò 90 ngàn. Kim lập 120 ngàn mà con. Kim lập 120 ngàn. Bộ này bán cho mấy chị 90 ngàn. Chốt giùm em bộ bò. Bộ bò dưới 85 kg 90 ngàn. Hồi nãy chị nào lấy cái bộ này, giờ còn một bộ áo đen quần đen 90 kg nữa nè. Chị nào lấy thì sale 170 luôn. Bộ bò của Tiên Tiên nè. Bộ bò của Tiên Tiên 90 ngàn. Tiên Tiên có địa chỉ số điện thoại không? Bộ này sale cho mấy chị với giá 170 ngàn 90 kg. Bộ này Tiên Tiên vừa nè. Tiên Tiên bộ này cái áo mặc lên hay lắm. Cái áo mặc lên cực kỳ hay Tiên. Có bộ nào đi chơi 70 kg không chị Bay? Chị Bay ơi, tối 8 giờ rưỡi vô live em đi. Hàng mới là tối nay về sàn sạc luôn chị. Cái bộ mà 90 ngàn em còn nè mấy chị. Bộ 90 ngàn em còn nè chị Thiết Thanh. Em còn một xanh ngọc nè. Con gửi giùm chị Thiết Thanh 90 ngàn nè. Thiết Thanh 90 ngàn. 90 ngàn Thiết Thanh. Rồi 90 ngàn của Tiên Tiên. Rồi
mấy chị ra đây lấy cho em, nhà đây là bộ màu xám. Rồi xám 90.000. Vậy là chốt xám 90.000, chốt giùm em xám 90.000. Chốt giùm em xám 90.000 mấy chị. Đây là bi mà chưa biết bi gì. Bi này là bi kimono mấy chị, có nghĩa là có vùng trong. Bi này kim bi kimono dưới 82 kg. Dễ thương lắm mấy chị. Khi mặc lên là chéo như thế này nè ha. Ở giữa có lưng chung mấy chị đừng sợ chồng. Dưới 85 kg vừa kimono này. Kimono này xe cho mấy chị còn 170.000. Chị nào chốt kimono này chốt cho em kimono. Sáng của chị Phạm Hạnh, cho em lên 3 số gọi luôn em Phạm Hạnh. Phạm Hạnh 90.000. Phạm Hạnh 90.000. Phạm Hạnh 90.000 mấy chị ơi. Em còn bộ 90.000 màu phân ngọc nè. Chị Tiết Thanh lấy đi bộ bò nha. Tiết Thanh 90.000 con ơi. Đây nè. Em có bộ heo bì dưới 90 kg màu xanh đậm. Chốt giùm em heo bì xanh đậm 70-90 kg. Mấy bộ này mấy chị mặc đã đó. Nè chị Hạnh Mỹ lấy bộ này được nè chị Hạnh Mỹ. Hạnh Mỹ chốt bộ này nha. Nè chốt cho chị Hạnh Mỹ. Chị Hạnh Mỹ có ok thì lấy, còn không ok thì cách lấy đó. Bộ này 90 kg cũng vừa, chốt giùm em bộ xanh. Xanh heo bì. Xanh heo bì nha mấy chị nha. Xanh heo bì 120.000 xanh heo bì. Biết xanh có địa chỉ số 1. Xanh heo bì của chị Giang Võ nè con, 120.000 của Giang Võ. Nè còn bộ rêu nữa này chị Giang Võ lấy luôn. Hai bộ 240 của chị Giang Võ. Má này bụi tống ngủ mối chết mẹ luôn. Chốt phụ giùm em lại cái mấy chị. Ủa con chúng ạ.
vị đỏ đô chốt lại giùm em nha mấy chị nha. Chốt lại giùm em với. Chị ơi, chị Nguyễn Công, Lý Nguyên còn ở đây không? Thôi nghỉ. Anh lên em ơi. Chị Nguyễn Công, Lý Nguyên còn ở đây không? Em đang xem bộ đá nè. Còn thì em xem bộ đá. Còn còn em xem á. Đơn giản. Thank you.
chọc nó chọc em không? Con nó có bị liên phốt nè, 170 ngàn nó liên phốt xếp lại giùm em. Yeah.